mới, đó là khảo dài. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave. Marketing tại Bangkok, Thái Lan. Và hôm nay thì mình đang trên đường đi qua một cái tỉnh mới, đó là Khảo Đài. Và mình sẽ tiếp tục cái series check-in tại những cái khách sạn ở Thái Lan, và sẽ dắt các bạn đi theo cùng với cái chuyến đi Khảo Đài của mình. Và nếu các bạn thích cái series này đó, thì đừng quên là để lại bình luận ở dưới và cho mình có like và subscribe kênh YouTube nha. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu lên đường. Mình đang trên đường đi, và hiện nay thì mình đi với lại private car. Mình thuê chiếc xe này với giá là 2.200 cò chặn từ Bangkok đi đến Khảo Đài. Sẽ để thông tin của cái thuê xe này ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nha. Để di chuyển Khảo Đài thì các bạn có rất nhiều cách. Các bạn có thể đi bằng taxi nè, private car giống như mình đi ngày hôm nay, hoặc các bạn có thể đi bằng xe đò hoặc là xe lửa. Nếu đi bằng xe hơi hoặc taxi thì sẽ mất tầm 2 tiếng rưỡi. Yay, tụi mình đã tới rồi. Nó tên là Recon Y Sản. Thành sếp nha mọi người. Đây, tụi mình đã đến rồi nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Nhìn hay hay. Hi các bạn, mình đã tới được khách sạn rồi đây. Và cái hôm nay tụi mình ở sẽ là Recall Y Sản Concept ở đây nha. Rồi các bạn nhìn vào thì nó sẽ như thế này. Ta-da. Kế bên hotel đó là cái Amazon nha mọi người. Cafe Amazon tại kế bên. Và nếu các bạn đi thêm khoảng 600m về phía đó thì nó sẽ là National Park, Khảo Đài National Park. Khi check-in thì các bạn sẽ cần điền một số thông tin cá nhân. Còn bây giờ thì chị nhân viên chị đang hướng dẫn cho mình những cái khu vực ở trong resort này. Bây giờ tụi mình sẽ đi nhận phòng nha mọi người. Đẹp quá à. Ở đây thì concept nó kiểu như là y sản. Đây thì có một cái spa nha. Đó. Spa. Spa ha. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Y Sản là vùng miền Nam của Thái Lan. Văn hóa Y Sản khá tương đồng với Lào bởi vì nó là cái khu vực mà giáp ranh giữa Thái Lan và Lào, như các bạn nhìn thấy trên bản đồ, gồm những cái tỉnh ví dụ như Nong Khai hay là Nakhon Pathom. Vậy nên là qua video ngày hôm nay chúng mình cũng sẽ biết thêm một cái style nữa của Thái Lan, đó là style Y Sản nha các bạn. Ở đây thì có hình như là nhà hàng. Ờ, ok ha. Và có cái chỗ chiếu phim ngoài trời nha các bạn. Ờ, chỗ này là chỗ ăn sáng với lại ăn trưa tối, nói chung là nhà hàng. Thời tiết thì hiện tại là khá là nóng nha mọi người, tại vì tụi mình đi vào cái dịp gần Sổng Trang á, thì thời tiết rất là nóng. Phía bên kia là hồ bơi, lát nữa mình chắc mọi người đi. Cũng khá xa mới tới được phòng nha. Another morning, it's the afternoon. Vừa mở cửa vào sẽ có một cái tủ đồ như thế này nha các bạn. Trong này thì cũng sẽ có
dù nè, có cái xí tóc, có một cái két sắt, hai cái áo truyền như thế này và móc để móc đồ. À, ngoài ra thì khách sạn này cũng khá là chu đáo, có thêm hai cái khăn để đi bơi nha. Mình sẽ thấy một cái toilet ở bên ngoài, thì khám xét nó sẽ là rất là nhiều cái gói luôn, nước khá là sang nha. Bắt đầu mình nhìn trên hình thì mình thấy là nó cũng không có sang với nước này nhưng mà ở ngoài thì đẹp nha. Nó có một cái gương, mình sẽ đi vô. Bên này có một cái chỗ để hành lý nha, và để dép thì dép. Bên trong thì mình có một cái chỗ rửa tay như thế này nữa. Đó, thì bên này là có giường, phòng này là phòng dành cho hai người nha các bạn. Bên này có một cái bàn và một cái tivi. Mình rất là thích cái decor nha. Okay, mình sẽ mở cửa đi ra ngoài. Thì đây là cái view. Bên ngoài có hai cái ghế cũng xinh. Khách sạn thì đã có đầy đủ nè, cái bình nước nè ha, xi rồi các kiểu cho mọi người ha, có hai cái chai nước miễn phí. Trời, có một con gà luôn các bạn, nó đúng tuổi của mình luôn á. Đó, con dọn đi. Nhưng mà xinh quá à. Ủa mà, có con gì đó. Nó có xinh hả? Dễ thương ha. Mọi người. Hello. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ đi ăn trưa. Yay. Đẹp ha. What do you think? I'm very hungry. Con thấy chỗ này đẹp không? Rất là đẹp, rất là quality. Bây giờ con chỉ nghĩ được giờ đồ ăn thôi. Tại vì bây giờ cũng là 1 giờ rưỡi rồi đó. Concept ở đây đẹp lắm luôn á. Phía bên này các bạn nhìn thấy được cái view núi luôn á. Buổi sáng ở đây mình nghĩ là rất là chill luôn. Vào thì người ta sẽ cho các bạn scan để chọn món ha. Như này có special drink, soft drink, standard, classic. Mình sẽ chọn đồ ăn, rice nè, có đồ chay nữa nha, soup nè, soup và tôm dầm đầy đủ nha, fish menu nè. Ơi cái này ngon nè, cái này đồ y sản nè, nguyên một cái dĩa rau á. Nói chung là nhiều lắm mọi người, có cả papaya salad với lại hot pot. Nha các bạn, tụi mình đã chọn được 3 món chính, đó là gỏi đu đủ nè, ráp hủ, cái món cá hấp với chanh, với lại là ủa có vậy thôi, 3 món. Cái còn lại là mình gọi cơm trắng và bún. Cái này thì là nước đó. Tổng bill hiện tại là 1260. Đây là món đầu tiên. Quá mê liền. Đây là món gỏi kiểu như gỏi đu đủ nhưng mà có thêm cái bún nữa nha mấy bạn. Cái kiểu của Lào. Món tiếp theo thì đây cũng là cá hấp chanh. Con cá này có giá đắt nhất trên các bạn nha, với giá là 550 bạc. Vị ngon cho người ăn cay nữa. Sẽ rate 10 trên 10. Các bạn, bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Ăn thử bún trước nha. Chưa ăn nhưng mà nghe cái mùi mắm đó là ngon nha. Ngon nhạt chứ. Khó rate lắm. Phải 9 trên 10. Tiếp theo mình sẽ thử món đáp mũ. Là món gỏi thịt heo á. Cái kiểu này là kiểu của y sản nha mọi người. Ngon
cái vị rất là ngon nha. Mặc dù là nói chung là mình đang niềng răng mình không có nhai được gọi là mạnh dạn như người ta. Ok, các bạn tiếp theo thì mình sẽ review món cá nhé. Là cá hấp á nên là nó mềm và mình có thể ăn được. Và cái sốt á thì cái sốt kiểu sốt seafood của Thái á, như sốt ngon nha, nó sẽ không bà bảy nha. Cả con cá cũng rất là to, mình ráng là cây một tí. Ok, thì mình đã ăn xong rồi. Tổng thiệt hại ngày hôm nay là 1.500. Mình mới vừa chuyển khoản xong. Và đây là quang cảnh sau khi ăn xong. Cái đồi ở trên này để mình quay quay cảnh, mình cũng không biết là cảnh gì nữa. Các bạn sẽ nhìn được thấy hết cảnh nha. Đó, đây là máy quay trong máy quay hả? Mình đang quay phim bà này và bà đang chụp hình mình. Và mình đang quay phim mà bà cũng bắt mình khóc. Không gian ở đây thì vô cùng xanh mát luôn và đúng chất là một chuyến đi nghỉ dưỡng. Trong khu resort này còn có những cái căn villa dành cho gia đình nữa. Nếu bạn nào đi cùng với gia đình thì các bạn có thể cân nhắc nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua hồ bơi để xem là hồ bơi có gì nha. Alright, chị mình nói đây là hồ bơi nè mọi người. Rồi mình bơi ở đây hả? Rồi mình bơi chỗ này hả? Chỗ này là hồ cá chứ hồ bơi. Rồi sao đi qua đó? Đi vòng qua cái nhà này. Bên này thì tụi mình đang đi khám phá vòng vòng. À, đường vô hồ bơi nè, swimming nè. Ok, cũng chiêu phết. Cái bằng lăng nè, mình xin nữa. Resort thì còn có cả khu spa và có massage Thái ở đây nữa. Bây giờ là buổi chiều rồi nha mọi người. Phía đằng kia thì sẽ có một buổi chiếu phim ở ngoài trời nha. Đi qua đó là có thể order đồ ăn ở ngoài đó luôn. Giờ mình sẽ đi kiếm chỗ ngồi. Chill lắm luôn á mọi người. Rất là đẹp luôn. Quá bao nhiêu rồi. Dạ, ok. Hey mọi người, tụi mình đã kiếm được chỗ ngồi. Và các bạn nhớ là phải đặt chỗ trước vào buổi chiều nha, tại vì nó sẽ hết bàn rất là nhanh. Và với một cái nữa là các bạn muốn ngồi ở ngay cái chỗ coi phim á thì mình sẽ đặt bàn trước. Đây thì người ta có bán mấy cái và có cả popcorn và bánh với lại ít mối salad không? Đây có gì nè? Có gì ta? Dạ nhiều gì? Con lấy đây mới được. Anh gì anh? Khải ăn này á? Ờ, có khá cho sư phẻ nè bảo hả? Hả? Ờ, để tiếp tỏ cái này ra để nó phản cảm thả bán làm đây đi. À, ok hả? Đây là buổi sáng ngày hôm sau. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng nhé. Sáng ở đây thì sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 cho đến 10 giờ. Giờ thì mình sẽ đi qua cái nhà hàng ngày hôm qua đó. Ở đây có cái xe này. Có thể gọi cái món trà xanh, trà sữa gì đó các kiểu. Mình sẽ có món nước.
chiên, cà ri, rau xào. Thế là cà ri, spaghetti, ngũ cốc. Rau khá là tươi nè. Mình sẽ ăn cái chili base này. Đây là hủ tiếu gà nha mọi người. Có hai loại bún, các bạn thấy một cái là cọng to, một cái là nhỏ. Thì mình thường ăn cọng nhỏ. Mình sẽ order cái ô liếng là cái chi đi. Bạn nói hả? Bây giờ là khoảng 12 giờ hơn và trời đang nắng kinh khủng luôn. Nắng ở đây nó khủng khiếp thật sự luôn các bạn. Thì tụi mình đang đi bộ qua một cái quán tên là Bên Lào. Thì quán này nằm cách hotel chỉ tầm 300m thôi. Nó đây và mình thấy là nó đông kinh khủng luôn các bạn. Kiểu như là high wedding á. Đây, quán được Michelin năm 2023. Đó. Bên Lào dài nha các bạn. Michelin là nhiều ra. Bên Lào đúng rồi. Tiếng Lào mà. Cái này là tiếng Lào. Cho nên mình hơi sợ là không có chỗ ngồi nha các bạn. Nên là ok. Chị to bên trong. Thì chắc là hy vọng là còn chỗ. Mi, thằng đâu Mi mày hả Mi? Không muốn. Không muốn đây mày. Ok. Hey, tụi mình đã kiếm được chỗ ngồi. Tại vì giờ này thì cũng đã quá giờ ăn trưa đó các bạn. Đây, các món gỏi nha. Đây là menu cà phê, nước uống ha. Đây là các món nướng. Nướng ở đây đúng không? Chiên nướng. Cá. Có salad. À, tâm dầm. Và cái này hả? Cái này có chân muối, có tôm, nói chung là đều. Có sự chất đồ. À, có cái dầu bún sen nó miếng. Nè, tôi biết canh này hả? Cái này ngon. Ok, mình kêu canh nó đi. Canh cá nha. Lạp kìa. Có ăn lạp nữa không? Tùy à. Em bỏ trái cây đi. Mấy cái kia. Đây là các món ngọt nha. Bên này thì họ có bán mấy cái đồ để mang về nha các bạn. Có mắm cá nè. Cái này là cái chili á, để ăn chung với cơm á. Cũng là mắm luôn. Ngon ha. Này có giá luôn nha. Cái chai mắm cá mắm tôm là 80 nè. Nói chung là chủ yếu là 80. Đây tụi mình gọi món canh cá rất là ngon. Và các bạn nhớ dặn là ít cay nha. Ha. Đây tụi mình gọi thêm một cái là gà nướng nha các bạn. Cái này là một con gà với giá là 130 bạc. Còn cái này là lòng lắm như quá. Thịt gà. Đây gọi nhé. Bữa ăn hôm nay là chỉ tốn 745 bạc thôi nha các bạn. Khá là rẻ. Ok, đã đến lúc mình phải check out và tạm biệt cái resort này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi hết video này. Và đừng quên là hãy like và cho mình cái bình luận ở bên dưới nếu các bạn thích video nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau. Bye bye.
mình có một cái dự án cá nhân có tên là Trải nghiệm du lịch Thái Lan cùng Sunshine. Và cho những bạn chuẩn bị đi du lịch Thái Lan lần đầu mà các bạn chưa biết đi đâu thì các bạn có thể liên hệ mình và mình sẽ giúp cho các bạn lên cái tour riêng dành cho các bạn. Đồng thời thì sẽ có người trong team mình hoặc là mình sẽ đi cùng các bạn trong những ngày mà các bạn ở Thái Lan luôn.